Chàng trai cá tính gây nhiều tranh cãi Đinh Văn Duy trên con đường khẳng định tài năng. Thành công của tuyến trẻ biên phòng nhiều năm qua gắn liền với lứa những vận động viên trẻ tài năng được huấn luyện viên Trần Đình Tiền tâm đắc và rèn giũa từ khi còn là những cậu bé. Những cái tên đã dần trở nên quen thuộc như Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuần, Trần Duy Tuyến thì trong số đó truyền hai Đinh Văn Duy là gương mặt gây nhiều tranh cãi, ý kiến trái chiều nhất với người hâm mộ. Bởi phong cách thi đấu máu lửa, đầy nhiệt huyết cùng những pha ăn mừng vô cùng nhiệt mà ít có những vận động viên nào dám tự tin khoe cá tính. Chính sự tự tin và máu lửa đó đã khiến cho Đinh Văn Duy phải nhận những lời bình luận tiêu cực từ các khán giả, những người chưa quen với phong cách chơi bóng, ăn mừng đầy tự tin đó. Dù vậy, vượt qua những ý kiến trái chiều, chàng trai trẻ của biên phòng vẫn miệt mài tập luyện, thi đấu và khẳng định tài năng của mình trên sân đấu. Đó là câu trả lời thuyết phục nhất cho những ai còn nghi ngờ khả năng của Văn Duy. Sinh ra và lớn lên tại Đông Anh, mảnh đất được nhắc tới với rất nhiều danh thủ của bóng chuyền Việt Nam và những giải hội làng thuộc hàng lớn nhất miền Bắc. Đinh Văn Duy đã ngấm vào máu niềm đam mê với bóng chuyền từ nhỏ. Đến với bóng chuyền chuyên nghiệp khá muộn, nhưng với sự cố gắng và năng khiếu bẩm sinh, Đinh Văn Duy cho thấy tiềm năng rất lớn của mình. Trong một lần chia sẻ, Đinh Văn Duy cho biết, năm học lớp 10, em mới thi tuyển vào đội bóng chuyền biên phòng, đó là năm 2016. Vậy là chỉ sau 5 năm, cái tên Đinh Văn Duy đã phủ sóng khắp làng bóng chuyền Việt Nam bởi lối chơi tưng tửng và những đường chuyền biến hóa. Nhiều hàng chắn kinh nghiệm cũng phải dành cho Duy cái nhìn nể phục bởi sự biến hóa và tốc độ của anh chàng. Đinh Văn Duy sinh ra trong một gia đình có truyền thống gắn liền với bóng chuyền. Ông ngoại em cũng là một vận động viên chuyên nghiệp. Từ lúc nhỏ, em đã được bố đưa xem các giải hội làng nên rất thích và muốn theo sự nghiệp này. Dường như niềm đam mê ấy đã được ông và bố thổi hồn vào cho cậu con trai để thôi thúc cậu bé trưởng thành cùng với trái bóng tròn. May mắn cho Duy, bởi khi thi và trúng tuyển vào câu lạc bộ bóng chuyền Nam Biên Phòng, Duy được ăn tập cùng lứa những vận động viên trẻ triển vọng bậc nhất Việt Nam như Văn Hiệp, Ngọc Thuần, Duy Tuyến. Nên những vận động viên này nhanh chóng khẳng định được tên tuổi. Sự may mắn còn đến với riêng vị trí chuyền 2 khi Vũ Hồng Quân còn trẻ. Những người đi trước hoặc không đáp ứng được chuyên môn hoặc vì những lý do khác nên không được sử dụng. Như thế, mặc nhiên anh chàng quê Đông Anh chiếm luôn một suất chuyền 2 chính của đội 1 khi còn rất trẻ. Năm 2021, hai đồng đội của Duy là Văn Hiệp và Ngọc Thuần lần đầu tiên được gọi tập trung lên đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia nhưng chưa thể trụ lại. Năm 2022 chứng kiến một mùa giải vô cùng thành công với cá nhân của Văn Duy khi cây chuyền 2 này giành được rất nhiều thành tích cao quý. Có thể kể đến như chức vô địch giải trẻ toàn quốc, vô địch cúp quân đội mở rộng và cùng đoàn quân đội dẫn đầu Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Năm 2023, Đinh Văn Duy đã cùng đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam giành huy chương đồng SEA Games 32. Sau đó, tay đập mặc áo lính còn cùng đồng đội tham dự AVC Challenge Cup 2023, CB League 2023. Ở giải CB League 2023, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam giành hạng 3 của lượt đầu và hạng nhì ở lượt thứ hai. Đáng chú ý trong cả hai lượt trận này, Đinh Văn Duy được bầu chọn là chuyền 2 xuất sắc nhất. Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, Đinh Văn Duy đã cùng với đội 1 biên phòng giành danh hiệu Á quân chung cuộc sau khi nhận thất bại trước một Sanet Khánh Hòa khá mạnh với sự xuất sắc của tay đập Phạm Quốc Dư. Và mới đây ở Cúp Hoa Lư Bình Điền 2024, chàng trai trẻ cùng các đồng đội một lần nữa phô diễn sức mạnh vượt trội để bước lên ngôi vô địch. Giờ đây, Văn Duy đang ở độ chín của sự nghiệp. Anh chàng nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn và hứa hẹn sẽ là chuyền 2 số 1 của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm tới đây. Một cây chuyền 2 tài năng, cá tính và luôn nhiệt huyết mỗi khi được ra sân mang tên Đinh Văn Duy.